Di Linh xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay tiếp tục chương trình, Di Linh sẽ gửi đến quý vị và các bạn nghe một câu chuyện thật là đau lòng ở trong cái ngôi nhà này. Hôm nay Di Linh có nhận được một cái email, một bạn nữ này gửi về cho chương trình. Bạn ấy kể câu chuyện như thế này đấy quý vị. Trước đây trong gia đình này gồm có 4 thành viên, có 2 vợ chồng và 2 đứa con. Cái người vợ trong gia đình này chính là chị kế của cái bạn mà gửi cái mail về cho mình. Ngày xưa thì 2 vợ chồng ở một nơi khác, mới bán ngôi nhà kia rồi về đây mua miếng đất và xây lên cái ngôi nhà bé bé này. 2 vợ chồng sống cũng hạnh phúc đó. Anh chồng thì đi làm việc bên nhà nước, còn người vợ thì làm công nhân. Rồi một hôm đó cái việc xảy ra đó, ở hàng xóm đó có một người thấy anh chồng chở một cô gái trẻ đi vào nhà nghỉ. Rồi cái người hàng xóm đó mới báo lại, thì thông báo cho chị vợ. Thì chị vợ mới nhờ cái người đó đứng đó canh. Rồi người vợ mới điện thoại cho cái người em, mà người em là cái người kể câu chuyện cho mình nghe. Rồi 2 chị em lập tức chạy đến cái nhà nghỉ đó, mà không vào trong nhà quậy phá gì hết, chỉ ở ngoài theo dõi quan sát thử có thế nào. Từ lúc mà cái người đó thông báo đó đến khi mà cái cặp đó đi ra khỏi nhà nghỉ là 1 tiếng rưỡi. Rồi 2 chị em mới lấy điện thoại ra ghi hình thôi, chứ không có làm lớn chuyện. 2 chị em mới âm thầm theo dõi thử coi là 2 người này đi đâu. Rồi 2 người này cũng chở đi ăn xong rồi mà nay đi về. Tối hôm đó thì người vợ mới nhắc nhở anh chồng về cái vấn đề mà trai gái. Thì anh chồng tỏ ra là bực tức, và anh chồng phủ nhận là không có cái chuyện đó. Rõ ràng là người vợ đã cầm cái bằng chứng trong tay, đó là một cái đoạn video mà 2 chị em đã ghi hình được ở trong cái vị trí đó. Rồi người vợ mới đưa cho anh chồng xem. Trong khi đó thì anh chồng bực tức và nói là người vợ theo dõi đó. Anh chồng mới nói là giao lưu vấn đề làm ăn. Rồi 2 vợ chồng cãi vã. Người chị vợ mới điện thoại cho người em là cái người mà kể cho mình câu chuyện đó, để nhờ người em qua chở đi về bên ngoài. Khi người em đến rồi đó thì anh chồng anh thấy, thì anh lôi cái người vợ vào trong nhà và anh đóng cửa lại. Trong khi đó thì ở trong nhà 2 người cự cãi và xô xát. Thì trong lúc mà đẩy qua đẩy lại đó, không biết như thế nào mà cái người chồng không biết đẩy hay là đánh gì đó, mà người vợ bị đập đầu vào trong cái tủ chén mà thấp dưới đất đó. Rồi người vợ thì lật ra giải ạch ạch. Lúc đó anh chồng hoảng hốt và mở cửa ra. Anh chồng mới lấy xe và chở người vợ. Thì cái người em vợ là cái người kể mình nghe đó, ngồi phía sau ôm cái chị vợ mà đưa đi bệnh viện. Nhưng mà khi tới bệnh viện đó thì chị vợ này đã mất rồi. Khi xô đẩy sau đó mà chị té bật ngửa đập đầu ở phía sau á, vào trong cái cạnh, chắc có lẽ là trúng ngay chỗ nhiệt hay gì đó mà chị đã qua đời. Khi chở tới bệnh viện thì chị bắt đầu có dấu hiệu cứng rồi. Trong khi mà bác sĩ báo là chị vợ mất rồi đó, thì người em lập tức điện thoại cho công an đến ngay cái bệnh viện. Rồi khi mà công an đến bắt cái anh chồng rồi đó, rồi bên pháp y đó giám định cái vết thương đó, khi trúng vào cái điểm yếu đó là bị dập tủy cấp đó, mà dẫn đến là qua đời. Rồi công an mới bàn giao cái thi thể của người vợ này lại cho gia đình để mà lo hậu sự. Công an cũng dẫn giải về xã, rồi mời cái người em vợ này về. Thì cái người em vợ này cũng nói rõ ràng là khi 2 người đánh nhau cãi nhau gì đó, người vợ mới điện thoại cho người em để mà đến rước về bên ngoại. Nhưng mà khi người em đến thì anh chồng không cho rước, và cuối cùng dẫn đến xô xát. Rồi một chút xíu sau thì anh chồng mở cửa ra thì thấy là người vợ đã nằm lăn đùng ở dưới đất rồi. Rồi trong khi đó là gia đình mới đem cái thi thể của chị vợ này về bên nhà ngoại đó làm đám tang, rồi cũng rước 2 đứa trẻ về bên nhà ngoại sống luôn. Rồi từ đó đó là ngôi nhà bỏ hoang tới thời điểm bây giờ. Trong quá trình mà lo đám tang được xong hết rồi đó, thì một thời gian sau bên công an đó có mời người nhà
để mà ra tòa, để mà giữ cái phiên tòa mà xét xử cái anh chồng. Bên tòa án người ta xét xử là anh này cái tội ngộ sát, bởi vì anh không cố tình sát hại vợ mình, nhưng mà tại vì anh vô tình là anh xô đẩy đó, mà người vợ đập đầu vào trong cái cạnh tủ mà qua đời. Bên tòa án xử cho anh là 6 năm tù về cái tội là cố ý gây thương tích mà dẫn đến là cái hậu quả chết người, và anh chịu cái hình phạt là 6 năm tù giam. Thì cái phiên tòa xử ra cũng hoàn thành rồi, tới thời điểm mà hiện tại bây giờ là đã 3 năm rồi, anh vẫn còn ở trong trại giam. Còn hai đứa con của anh thì được ông bà ngoại chăm sóc khá là tốt. Hôm qua câu chuyện này, cái chủ nhân mà người kể câu chuyện đó muốn nhắn nhủ đến mọi người về vấn đề cái chuyện riêng tư của vợ chồng. Cái cuộc hạnh phúc đó không duy trì được nữa thì chúng ta nên ra tòa ly dị, chứ đừng có mà hành hạ lẫn nhau. Một người cuối cùng rồi thì một người mất, một người cũng đi tù. Đồng ý là anh không cố ý sát hại, nguyên nhân chính đó là anh bạo hành gia đình nên mới dẫn đến cái sự án mạng đó. Theo góc độ của Di Linh á, thì nếu chúng ta mà sống mà không hòa hợp đó vậy, thì tốt nhất là chúng ta nên ra tòa án để mà chấm dứt cái cuộc hôn nhân, để mà trả lại cái sự tự do cho hai bên. Lúc đó thì mình muốn làm gì mình làm, đừng để mà vợ chồng mà sống không hạnh phúc rồi bay bố bên ngoài hay gì đó, vợ bé vợ to lăng nhăng, thì cuối cùng dẫn đến cái hậu quả mà xô xát, lỡ tay như thế này, hoặc là nghiêm trọng hơn mà cố tình sát hại, thì cuối cùng thì một người mất, một người cũng đi tù. Cái sự đau lòng nhất mà đáng thương nhất là hai đứa trẻ bây giờ, hai đứa trẻ này bơ vơ, sống không được cha mẹ chăm lo. Thật sự là thấy tội nghiệp cho hai đứa trẻ này. Rồi câu chuyện hôm nay mà Di Linh gửi đến cho quý vị và các bạn nghe và xem đến đây đã hết rồi quý vị. Di Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian và theo dõi hết cái video của mình. Rồi bây giờ Di Linh cũng không quên xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong mọi lĩnh vực nha. Bye bye và hẹn gặp lại.